con biếu. Cầm đi, còn tiền ông nợ con á thì ông vẫn phải trả. Giờ còn dư nhiều vé quá, chắc em chưa hết luôn quá anh. Được rồi, anh lấy hết 6 cặp. Ông có biết 6 cặp vé số đó là mất mẹ nó hai cú xà bận của tôi không? Giúp người ta được chút thì có gì đâu. Dạ, 1 cặp 60. 100. Bò cho con luôn. 083599. Đổi đời với Thơm, con là tỷ phú rồi Thơm. Trúng số rồi. Chồng tôi mà có bồ á, tôi còn mừng á bà nội. Thiệt không? Và đây là máy triệt long vĩnh viễn. Hả? Anh muốn mình mướn một cái phòng khách sạn một đêm á, để coi nó có cảm giác gì khác hay không. Điên khùng, bệnh hoạn, thần kinh biến thái. Con cái đi phê lắm á. Không. 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 Mày làm cái gì ở nhà tao vậy hả con điên kia? Mày giật chồng tao hả? Tao giết mày. 9 tỷ độc đắc là số tiền lớn. Con được lệnh ủy ban đưa công an tới đây để bảo vệ giường, tránh giường bị người xấu lợi dụng. Nó cầm cái nhà rồi nó lấy tiền trả tiền viện phí cho thằng Đông. Tốt khi ngu bây giờ giống nhau. Mấy cái nữa nha. Chờ